Yến xin chào cả nhà nha. Tại vì nhà Yến nó gần đường cho nên nó hơi ồn. Hôm nay Yến vừa mới đặt trên mạng về đây ha. Cái bánh này là bánh mới, Yến cũng không biết nữa. Tên là Kim Thành. Đây, Kim Thành á, củ mài tươi. Nó như thế này ha, cái hộp nó như thế này ha. Yến cũng không biết nó có ngon hay không thì Yến mới đặt lần đầu. Yến ăn thử coi sao. Thấy cái trên mạng người ta ăn nhiều lắm. Đây, Yến mua tới 4 vị lận á. Vị này là vị khoai môn này. Vị này là vị dừa này. Đây, ở trong cái hộp thì nó ra vậy ha. Bánh thì dừa. Còn ở đây là Yến lấy ra dĩa sẵn rồi. Đây là vị thơm. Còn đây là vị su su. Hai cái vị này thấy lạ quá, vị thơm với vị su su nữa. Đấy, để là chút xíu nữa mình ăn để coi sao ha. Trước khi ăn phè thì đi uống nước ngọt ha. Mời cả nhà nha. Này em chấm với nước mắm thôi. Tỏi, tỏi nướng lên rồi. Ngon không? Dạ. Sâu dài lắm luôn.
Yến ăn xong rồi, giờ tới lượt ăn bánh ha. Sao vô trong cái video này bánh này nó mờ quá vậy ta? Nó không thấy được cái màu sắc đặc biệt của nó luôn. Thì cả nhà nhìn xem này. Phải lại gần thì nó mới thấy được cái màu sắc này. Nha ha. Cái này là bánh vị su su nhá. Dẻo thơm. Củ sắn, đây là vị củ sắn. Ăn bánh ngọt xong uống coca vô, coca nó đắng. Sao?
sao cái màu bánh này nó vô trong video nó không có được đẹp á chị nhỉ? Em phải chỉnh lại cái camera mới được. Em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Yến nha. Xin chào và tạm biệt cả nhà.